Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Mới đây, những bức ảnh về đám hỏi của cặp đôi cô dâu chú rể ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dàn đỡ lễ toàn các cháu thiếu nhi của nhà gái đối lập hoàn toàn với đội hình bê cháp bên nhà trai khiến ai nhìn cũng phải bật cười vì quá bất ngờ. Cháp chính là nghi lễ không thể thiếu trong ngày ăn hỏi của đám cưới Việt. Đội hình bê cháp gồm có đội bê cháp nam của nhà trai cùng đội bê cháp nữ của nhà gái. Và đội bê cháp của nhà trai sẽ trao cháp ăn hỏi cho đội bê cháp của nhà gái. Sự trao đổi đó mang ý nghĩa trao duyên và cầu chúc cho đôi uyên ương lên vợ lên chồng cùng chung sống thuận hòa trăm năm hạnh phúc. Thế nhưng điều gây chú ý trong đám hỏi của cặp đôi cô dâu chú rể này đó là sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác giữa đội hình bê cháp hai bên gia đình. Hình ảnh về lễ ăn hỏi của cặp đôi nhanh chóng gây nhiều tranh cãi. Có người cho rằng không nên chọn các cháu nhỏ bê cháp vì đường tình duyên của các cháu chưa mở, như vậy không được tốt. Có nhiều người thoáng hơn cho rằng coi đây như là điều đặc biệt đáng nhớ cho ngày hạnh phúc. Hiện bài viết đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Khác với hình ảnh những nam thanh nữ tú trẻ trung xinh đẹp bê cháp trong đám hỏi, một đám cưới ở Hưng Yên gây sốt vì đội bê lễ toàn cụ ông cụ bà. Trước đây, những về đội hình bê cháp xinh đẹp rồi phong cách trang phục gây ấn tượng từng thu hút rất nhiều sự quan tâm thích thú của cộng đồng mạng. Nhưng có lẽ những thứ đó dần trở nên quá quen thuộc và không còn hot như trước kia nữa. Theo đó, một đám hỏi được đăng tải trên mạng gây sốt cộng đồng và nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng khi dàn bê cháp toàn các cụ ông cụ bà. Bên phía chị em, thay vì đội trẻ trung với bộ đồng phục áo dài đỏ, thay vào đó là những bà cô đã có phần lớn tuổi. Phía bên kia, thay vì là những nam thanh niên cao lớn mặc sơ mi trắng, lại là những bậc đáng tuổi cha chú ra đỡ cháp. Theo thông tin từ phía người đăng tải, đám ăn hỏi này diễn ra ở Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên. Nhưng trong ảnh có thể nhìn thấy các bà các ông rất vui vẻ hào hứng với đám hỏi có 102 này. Nhìn mọi người vui quá, cần gì phải đội hình nam nữ xinh đẹp đâu, như thế này đủ hạnh phúc rồi, TT bình luận. Chúc mừng hạnh phúc đôi uyên ương, các bạn có đội hình bê cháp đặc biệt và dễ thương quá. Dù ông bà không trẻ, nhưng nhìn vào cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. HA chia sẻ, có thể thấy đám ăn hỏi này thực sự tạo ra được nét độc đáo theo cách riêng của họ, phá bỏ hoàn toàn tục lệ trước đây. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.